Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới nhắc nhở người tuổi Tý cần phải cẩn trọng hơn trong tuần này, khi mà hung vận khá lớn, lại thêm ngũ quỷ hung tinh luôn cận kề, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hãy cẩn thận với những kẻ kẻ tiểu nhân có thể sẽ tìm cách để phá hoại cuộc sống của bạn. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này không nên hoang mang quá mức, bởi bạn càng mất tinh thần thì càng dễ mắc phải sai lầm trong công việc, tinh thần cũng càng ngày càng xa sút Cuối tuần có chính ấn nâng đỡ, chịu khó làm việc thì vẫn có thể vực dậy được tình hình, công việc không đến mức diễn tiến quá tệ hại. Vào thời điểm đầu tuần những người tuổi tí nên tập trung vào việc kiếm tiền. Đây là lúc mà tài khí vượng nhất, dù bạn làm gì thì khả năng thu tiền về túi cũng vẫn cao hơn. Từ giữa tuần trở đi kiếp tài xuất hiện, bạn có thể bị tiểu nhân lừa gạt mất tiền mà không hề hay biết đó. Về đường tình duyên thì trong tuần này người tuổi Tý đang có những mưu tính riêng cho mình và ở thời điểm hiện tại bạn chưa xác định theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc, vì thế khó có thể nói hạnh phúc ở ngay trong tầm tay. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới cho thấy, có thể trong tuần này người tuổi Sửu sẽ tìm thấy được tình yêu của mình khi mà đào hoa vận đang dần khởi sắc, bạn có thể gặp gỡ và làm quen thêm với nhiều người khác phái. Chớ nên để lỡ cơ hội lần này, bởi đâu phải ai cũng có thể tìm thấy được tình yêu của đời mình. Thái âm cát tinh cho thấy vận đào hoa của nữ tuổi Sửu khởi vượng hơn hẳn so với nam tuổi Sửu. Quý nhân xe duyên dẫn lối cho con giáp này cũng có thể chính là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà, hãy lưu ý điều này nhé tuần này hung cắt đan sen việc kiếm tiền của con giáp này khá thuận lợi càng về cuối tuần thì vận trình tài lộc của bạn càng khởi vượng tuổi sửu hãy cố gắng hết sức để phát huy năng lực của mình ở thời điểm này kiếm tiền chẳng dễ dàng gì thế nên bỏ lỡ cơ hội thì thực sự uổng phí trong công việc trong tuần này thì có thể bạn sẽ gặp một vài khó khăn trở ngại nhất định khi mà thiên quan xuất hiện cho thấy tiểu nhân đang ganh ghét với những thành công mà bạn có được trong tuần này có việc quan trọng gì thì nên tiến hành ngay vào thời điểm đầu tuần, sẽ có lợi hơn đó bạn. Tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Dần đang gặp phải nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Dịch mã động tinh cho thấy con giáp này vì công việc mà phải di chuyển nhiều nơi, công việc cũng bận rộn hơn, có thể ảnh hưởng nhiều đến chuyện tình yêu đôi lứa trong tuần này công việc nhiều bộn bề và lo toan nên người độc thân thì quá bận rộn nên khó có thời gian để tìm được người mình yêu dù cơ hội để gặp gỡ người khác phái không ít còn với các cặp đôi thì sự chia xa có thể khiến cho đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm không đáng có quan hệ dạn nứt cũng từ đó trong thời điểm này tài lộc của tuổi dần chủ yếu đến vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần khi mà cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện dù là người kinh doanh hay người làm công ăn lương thì cũng sẽ có nguồn thu tăng vọt ngoài sức tưởng tượng. Về đường công danh sự nghiệp thì bạn nên cố gắng để giải quyết những việc cần thiết vào thời điểm đầu tuần bởi càng về cuối tuần thì thương quan sẽ càng quấy nhiễu và bạn khó lòng tập trung để làm tốt việc của mình. Tử vi tuần mới của tuổi mão từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 theo tử vi tuần mới có thể thấy trong tuần này người tuổi mão đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong cả chuyện tình cảm và công việc con giáp này dù muốn thổ lộ lòng mình nhưng lại không dám nói ra vì sợ bị từ chối sợ bị tổn thương thà giữ tình cảm trong lòng còn hơn là nói ra Tử Vi cho thấy, công việc của người tuổi Mão cũng khó lòng mà tiến triển được như ý bởi từ đầu tuần đã bị thiên quan bao vây, tiểu nhân trực trở để dùng thị phi bùa vây, làm hạ thấp uy tín của bản mệnh trong công việc, cướp mất cơ hội để bạn thể hiện mình cũng như thăng tiến cao hơn. Thái Dương cắt tinh độ mệnh nên mọi sự không đến mức quá tệ hại. Quý nhân nam mệnh sẽ giúp cho những những người tuổi mão có thêm niềm tin vào bản thân mình, không vì thất bại hôm nay mà ngày mai nhụt chí, không dám tiến bước. Đường tài lộc rực sáng có lẽ là điểm sáng hiếm hoi trong tuần của con giáp này. Tuổi Mão có được vận may trải dài từ đầu tuần đến cuối tuần, thực thần sẽ giúp con giáp này tìm thấy thêm nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Song cuối tuần có thể có vài chuyện nho nhỏ tốn kém tiền bạc, bạn nên cân nhắc để tiết kiệm nhé. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 tử vi hàng tuần nhận thấy người tuổi thìn gặp được nhiều may mắn khi cắt tinh vây quanh tuy nhiên chớ vì thế mà chủ quan bởi hung tinh thái tuế vẫn luôn vây hãm dễ dẫn đến những tai họa khó lường khiến cho bạn tiến thoái lưỡng nan đường tình duyên của người tuổi thìn trong tháng này cũng tiến triển khá tốt và tuổi thìn nên mạnh dạn làm theo những điều trái tim mình mách bảo bạn không nên cân đo đong đếm quá nhiều hãy để cho cảm xúc làm chuyện của nó và bạn sẽ có được hạnh phúc mình mong muốn trong tuần này người tuổi thìn dễ gặp họa mất tiền từ ngay đầu tuần nhưng đừng vì thế mà tuyệt vọng, cuối tuần sẽ là lúc mà bạn lật ngược thế cờ. Thiên tài xuất hiện cho thấy bản mệnh không để lỡ bất cứ thời cơ nào mà dùng mọi cách để tăng thu nhập cho bản thân, kể cả chăm chỉ làm thêm nghề tay trái. Trong công việc, bạn đang giành được sự tín nhiệm cao của cấp trên khi mà liên tục đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo hơn hẳn so với những người đồng nghiệp khác. Ấn quan tương trợ, tuổi thìn cần phải dốc sức nhiều hơn nữa, tập trung để làm tốt nhiệm vụ mình được giao. Tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Trong tuần mới, người tuổi tỵ có được sự hỗ trợ từ phía bách Việt cắt tinh, song điều đó cũng chỉ đủ để xoa dịu những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của con giáp này có cãi vã có tranh chấp nhưng tới cùng thì bản mệnh và người ấy vẫn về với nhau đường công danh sự nghiệp thăng trầm bất định cứ khi bạn làm được việc gì tốt thì lại có thể bị tiểu nhân thiên quan phá hỏng kẻ xấu bụng kia có thể làm bất cứ việc gì để giành phần thắng về phía mình mặc kệ những lời khuyên can hay nhắc nhở của người khác trong tuần này là thời điểm khá nhạy cảm dù được sự giúp sức của chính quan nhưng tuổi tị vẫn không thể toàn tâm toàn ý để làm mọi chuyện theo ý mình kế hoạch của bạn có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào nhưng hãy cố gắng và quyết tâm theo đuổi đến cùng rồi thành công sẽ mỉm cười với bạn về đường tài lộc thì con giáp này không cần phải lo lắng gì nhiều thiên tài cho thấy những chú rắn sẽ gặp nhiều may mắn hơn hẳn và bạn không cần phải đi tìm cơ may kiếm tiền ở đâu xa hãy nhìn ngay xung quanh mình nắm bắt thời cơ từ chính nhu cầu của những người bạn biết tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Xem tử vi tuần mới, tuổi ngọ có vẻ sẽ khá vất vả trong tuần này khi mà thiên cầu hung tinh vẫn đang bám theo và có ý định phá hoại những gì bạn đang gây dựng. Ở thời điểm này, tốt nhất con giáp này nên làm việc một cách chắc chắn, chớ nên để lộ sơ hở của mình. Đầu tuần là thời điểm tốt khi ấn quan tương hợp tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao cho người tuổi ngọ thể hiện hết khả năng của bản thân. Từ giữa tuần trở đi tiểu nhân dễ bề lộng hành, dù bỏ nhiều công sức nhưng chưa chắc công việc của con giáp này đã được thuận lợi do đó bạn hãy cẩn thận nhé. Đường tài trong tuần này của người tuổi ngọ khá may mắn khi không ngừng tìm thấy cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Từ giữa tuần trở đi là lúc mà tài khí thực sự khởi vượng, con giáp này được chính tài đảm bảo cho nguồn thu nhập vững vàng, không lo túng thiếu, tiền bạc dùng rỉnh trong tay. Đường tình duyên của người tuổi ngọ trong tuần này không có nhiều biến động người ấy có nhiều việc của riêng mình và bạn cũng thế, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể lúc nào cũng cuốn lấy nhau. Bạn hài lòng với thực tại và chưa có ý định thay đổi gì. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này, trong tuần này cát khí đang vượng, tuổi mùi nhờ thế mà cũng dễ đạt được mong ước của mình hơn truyền tình yêu đang đi đến bước ngoặt quan trọng, bạn và người ấy có thể sẽ quyết định tiến xa hơn, chung tay chung bước để về chung một nhà. Con đường sự nghiệp của người tuổi mùi tuần mới này cũng khá tốt. Điểm báo tử vi cho thấy con giáp này đang đi đúng đường đúng hướng. Bạn cũng tìm được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của bản thân, chính ấn sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế của mình thiên đức cát tinh ở bên càng tăng thêm tầm quan trọng của tuổi mùi khi chỉ cần thiếu vắng bạn một lúc thôi là cũng có thể nảy sinh đủ vấn đề không hướng giải quyết chỉ tới khi con giáp này quay lại vị trí thì sóng mới yên bể mới lặng công việc mới tiến triển được tốt đẹp tài lộc của tuổi mùi tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối tuần thế nên con giáp này đừng vội nghĩ tới việc nghỉ ngơi trừ khi bạn không muốn không cần kiếm tiền cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy cơ hội để con giáp này phát tài cực kỳ lớn Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Trong tuần này người tuổi thân đang trong khoảng thời gian khó khăn khi mà chuyện tình cảm chẳng đi theo hướng bạn mong muốn. Đối phương dường như quên hết đi mọi tình cảm mà hai người có với nhau, gạt bỏ hết những lời hứa hẹn để chạy theo những điều phù phiếm bạch hổ hung tinh còn nhắc nhở người tuổi thân trong tuần này cần phải giữ bình tĩnh dù cho có tình huống nào xảy ra đi chăng nữa đừng nên bi quan tiêu cực quá mà tự làm hại bản thân mình cần phải yêu chính mình trước khi mong người khác yêu mình cơ sở để kiếm tiền trong tuần này của tuổi thân cũng không được vững chắc và nguy cơ mất tiền hao của là cực lớn thu nhập chẳng có là bao lại còn rất nhiều khoản phải chi tiêu tốt nhất con giáp này cần phải tiết kiệm ngay khi có thể chứ đừng phung phí mãi nữa trong tuần này công việc khó có thể nói là phát triển ổn định. Đầu tuần đánh dấu những sai lầm của những chú khỉ khi chỉ chăm chăm làm theo ý mình mà không tham khảo ý kiến bất cứ ai. Phải từ giữa tuần trở đi, thiên ấn đứng mệnh mới giúp tình hình dần ổn thỏa, không mắc phải nhiều sai sót nữa. Tử vi tuần mới của tuổi dậu từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới chỉ ra rằng, trong tuần này người tuổi dậu có thể sẽ cảm thấy cô đơn lạc lõng khi mà tình yêu mãi chẳng đến bên mình. Bạn cần có người thực sự yêu thương, thấu hiểu và thông cảm cho mình nhưng lại chẳng thể nào tìm được, có thể bạn đã yêu cầu quá cao về đối phương rồi chăng? Chuyện tình cảm lứa đôi không được thuận lợi nhưng không vì thế mà con giáp này để ảnh hưởng đến công việc bạn vẫn cố gắng để hoàn thành tốt việc của mình dù có khó khăn nhưng rồi cũng đều vượt qua được nhất là khi chính ấn luôn ở bên hỗ trợ giúp đỡ cho bạn mỗi khi cần trong tuần này đường tài lộc của người tuổi dậu không được ổn định cho lắm mới có tiền về tay đó nhưng có thể đánh mất bất cứ lúc nào do sự bất cần của bạn tin lời người không đáng tin mà để cho kiếp tài lộng hành bao nhiêu tiền của cũng có thể trôi đi theo gió song cũng đừng vì thế mà suy nghĩ quá bi quan tiêu cực bởi tử vi cắt tinh sẽ nâng đỡ, giúp bạn phần nào trong việc ổn định lại tài chính của mình. Hãy coi đó là bài học đắt giá để không phạm phải thêm những lần sau nữa. Tử vi tuần mới của tuổi tất từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Trong tuần này, là thời điểm mà bạn quyết định bày tỏ tình cảm với người mình yêu, đào hoa vận tăng tiến càng khẳng định quyết định của bạn là đúng đắn mối duyên lành giữa bạn và người ấy sẽ tiếp tục được gắn kết mật thiết hơn trong tuần này bản mệnh cần đề phòng họa mất tiền do đại hao hung tinh vẫn đang tìm cơ hội lột sạch số tiền bạn đang có con giáp này đầu tuần nên thận trọng đừng chi tiêu mua sắm quá đà những thứ không thực sự cần thiết bạn có thể sẽ phải ôm hận vì bao nhiêu công sức kiếm tiền đều tan biến sau một nốt nhạc cuối tuần nếu làm việc chăm chỉ thì tuổi tuất cũng có thể gỡ gạc được phần nào tiền bạc lại cho mình bản mệnh cần phải xác định tinh thần rằng công việc sẽ vất vả và khó khăn chẳng có khi nào mà kiếm tiền lại dễ dàng nhất là trong mùa dịch này về đường công danh sự nghiệp thì tuần này mọi sự có vẻ khá thuận lợi người tuổi tuất có thể hoàn thành tốt công việc được giao mà không vấp phải khó khăn gì quá lớn thiên ấn cho thấy con giáp này đủ nhanh nhạy để có thể linh hoạt xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021. Tử vi tuần mới của tuổi hợi cho thấy, thời gian đầu tuần, hung cát đan sen lẫn lộn vì thế người tuổi hợi cần hết sức cẩn thận. Đặc biệt đường tình duyên khá bất ổn nhưng cũng không quá tệ chỉ cần bạn đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm chân thành của mình với người đó thì chắc chắn hai bạn sẽ có cái kết viên mãn. Trong tuần này công việc cũng không mấy thuận lợi. Vốn dĩ chính quan nhập mệnh là điểm báo tốt để thăng tiến, song con giáp này cũng dễ bị lung lay tinh thần, không thực sự chú tâm vào công việc của mình nên có thể sẽ gặp phải một số khó khăn do những sai lầm không đáng có. Nên cẩn trọng kẻo bao công sức trước đó sẽ tan thành mây khói. Đường Tài Lộc thì tuần này người tuổi hợi kiếm được không ít tiền do có thực thần ở bên che chở, nhất là người làm ăn kinh doanh thì càng dễ có được nhiều nguồn thu hơn hẳn bình thường, lợi nhuận tăng cao tuần này bản mệnh chịu nhiều ảnh hưởng của hung tinh tiểu hao nên bạn dễ có những quyết định sai lầm mất tiền hao của cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra tuy mất mát không quá lớn nhưng cũng cần phải xem xét để tránh tình trạng này tiếp diễn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại